Anh giải thích đi, vết cắn trên tay anh là gì? Đừng có nói với em đây là chó nhà bạn anh cắn đấy nhá. Em nói chuyện với anh cẩn thận vào, nếu như cảm thấy không tin tưởng anh nữa, chia tay đi. Yêu em có thấy mệt mỏi không? Sao em lại hỏi thế? Vì em nhìn vào mối quan hệ của chúng mình, nhưng lúc nào cũng trong tâm thế so sánh với cả bố mẹ. Em còn đang nghĩ khéo vài chục năm nữa em và anh cũng giống bố mẹ đấy. Đại tiểu thư ở lại đây đêm nay à? Em đang chán về nhà, chán những ngổn ngang ở nhà. Cứ về đến nhà lúc nào anh cũng phải tỏ ra là người hiểu chuyện, an ủi người này, hỏi thăm người kia. Em có lúc chán chứ. Em cứ tự tạo áp lực cho mình làm cái gì? May mà em muốn có anh ấy, cho nên phải trân trọng anh nhiều rồi, biết chưa? Này, không mang đồ vào. Việc của anh ấy, mang vào đây. Này, đi vào đây. Anh giải thích đi, vết cắn trên tay anh là gì? Đừng có nói với em đây là chó nhà bạn anh cắn đấy nhá. Em nói chuyện với anh cẩn thận vào, nếu như cảm thấy không tin tưởng anh nữa, chia tay đi. Cái gì cơ? Mình chia tay đi. Em tìm người nào phù hợp với em hơn ấy, để anh đỡ phải mệt sống mệt chết, sống hài lòng tất cả mọi người nữa. Trong mắt ông nội em, anh như chuột sa trĩnh gạo ấy, lợi dụng em để bước chân vào gia đình giàu có. Còn với mẹ em, đúng, bà có công bồi dưỡng anh, nhưng vì sao? Vì anh không có gánh nặng, vì anh thân cô thế cô, vì nếu như lấy được em thì anh sẽ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhà vợ. Còn với em, hôm nay em nói chuyện với anh kiểu gì? Em đang nói chuyện với người yêu hay nói chuyện với kẻ chiếu dưới? Em thử nghĩ đi. Anh cũng là đàn ông mà, anh phải có sĩ diện của mình chứ. Anh mệt rồi, mình chia tay đi. Như thế có khi tốt cho cả hai đấy. Đứng lại đã. Anh dám nói chia tay em á? Tình yêu không phải là kiểu hàm ơn, cũng không phải là dám hay không dám. Em nói như thế tự nhiên anh lại nghĩ em đã bao giờ biết yêu chưa đấy. Người xa cuối chân trời ta mơ. Hãy đâu là yêu.